20 giờ tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Tottenham và Arsenal đối đầu với nhau trong loạt trận giao hữu trước thêm mùa giải mới. Spurs ra sân mà không sự phục vụ của Harry Kane, trong khi Mikel Arteta tung ra một đội hình mạnh nhất có thể. Tottenham là đội nhập cuộc tốt hơn với những tình huống nguy hiểm đầu tiên, nhưng cả Dele Alli rồi Son Heung-min đều không tận dụng được. Sau đó, Arsenal dần lấy lại thế trận với những đường lên bóng mạch lạc hơn. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của pháo thủ vẫn tệ như mọi khi. Sau những nỗ lực bị bỏ lỡ của cả hai bên, cuối cùng Tottenham đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Son Heung-min. Một tình huống đã chỉ rõ ra sự yếu kém nơi hàng phòng ngự của pháo thủ khi đã để cho tiền đạo người Hàn tự do dứt điểm vô cùng thoải mái. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Sami Lokonga và Ben White đã những điểm sáng hiếm hoi bên phía pháo thủ, còn Pablo Mari và Hector Bellerin đã có những màn trình diễn hết sức thảm họa. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã được chiếm điểm thấp nhất trận với chỉ 4 điểm. Thậm chí sau trận đấu, các cổ động viên đã có những dòng tweet về Bellerin và Mari trên mạng xã hội. Mối liên kết giữa Bellerin và Pepe quá kém. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Arteta thích Chamber hơn. Pepe đang bị cô lập. Chúng ta cần một tiền vệ sáng tạo. Tôi muốn Lee Dixon thay thế cho Bellerin và anh ấy khoảng 50 tuổi. Bellerin và Pablo Mari không nên ở trong đội này và tôi thực sự nghiêm túc với điều đó. Hector Bellerin đang là đề tài chỉ trích của ngày hôm nay vì những đường truyền thiếu nhất quán và vô cùng khó hiểu trong các trận đấu gần đây. Anh tỏ ra cực kỳ bị động trong phòng ngự và vô hại trong các tình huống lên bóng của pháo thủ. Tính trên hai mùa giải gần nhất tại Ngoại hạng Anh, hậu vệ cánh người Tây Ban Nha chỉ có cho mình 3 được ghế tạo. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi tập luyện với những cầu thủ mà chúng tôi có sẵn. Chúng tôi cố gắng cải thiện đội bóng với những cầu thủ như hiện tại. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Những gì chúng tôi có là những gì chúng tôi phải phát huy tối đa. Lo lắng về những thứ chúng tôi không có vào lúc này là điều vô ích." Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, tiền đạo Edin Dzeko đã đạt thỏa thuận với các điều khoản cá nhân với Inter Milan. Một bản hợp đồng đến năm 2023 là những gì Romano đã xác nhận. Tuy nhiên đây không phải là để thay thế cho Lautaro Martinez. Inter muốn ký hợp đồng với tiền đạo khác để thay thế cho Romelu Lukaku. Nguồn tin từ The Times cho biết Tottenham đã chấp nhận mức phí dành cho Lautaro Martinez. Tuy nhiên Romano đã khẳng định Inter muốn giữ lại tiền đạo người Argentina. Dzeko sẽ có thể gia nhập Inter khi Roma tìm được người thay thế cho cầu thủ này. Cũng theo nhà báo Romano, mới đây nhất người đại diện của Lautaro Martinez, Alessandro Camaro, đã khẳng định tương lai của thân chủ của mình là ở Inter Milan. Lautaro hạnh phúc ở Inter và ở Italia. Quyết định của anh ấy là sẽ ở lại. Anh ấy sẽ không bao giờ bày tỏ thái độ với Inter để rời câu lạc bộ. Chưa từng, Lautaro là một cầu thủ của Inter và anh ấy hạnh phúc ở Ý. Vậy là coi như chúng ta đã tự hiểu với nhau rằng hy vọng để chiêu mộ Lautaro Martinez đã trở thành con số 0. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa cho Edu và các cộng sự có thể mang thêm về một tiền đạo nếu như họ muốn. Mục tiêu khả dĩ nhất bây giờ là Tammy Abraham của Chelsea. Tuy nhiên Arsenal không có lợi thế trong thương vụ này. Phía Chelsea đang ra mức giá 40 triệu bảng cho chân sút người Anh, nhưng họ cũng sẽ gật đầu với một đề nghị trả trước 30 triệu bảng. Theo Gianluca Di Marzio, Atalanta đang liên hệ với Abraham và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong tuần này. Theo nhà báo Erem Konu, Bayern Munich sắp hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền vệ Marcel Sabitzer của RB Leipzig. Tottenham và Arsenal được cho là cũng đang quan tâm đến cầu thủ này. Nếu cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, Sabitzer sẽ ký hợp đồng 3 năm với hùng sám nước Đức. Atletico Madrid và Arsenal là hai đội bóng đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Dusan Vlahovic của Fiorentina. Câu lạc bộ nước Ý được cho là sẽ giữ chân cầu thủ người Serbia. Tuy nhiên họ sẽ sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị khoảng hơn 60 triệu euro. Hợp đồng của anh với Fiorentina có thời hạn đến mùa hè năm 2023. Transfermarkt định giá anh khoảng 40 triệu euro. Trong buổi tập trước trận với Tottenham ngày hôm qua, tiền vệ Willian đã không xuất hiện trong bất cứ tấm ảnh nào. Điều này được nhà báo Chris Whaley khẳng định trên Twitter cá nhân. Anh và Joe Willock lẫn Rob Holding đã không được đăng ký thi đấu trong trận đấu gặp Tottenham sau đó. Khi được hỏi về lý do của những sự vắng mặt này, Arteta chỉ đáp ngắn gọn: "Hai người họ vắng mặt vì hai lý do khác nhau. Với Rob, anh ấy không đủ sức khỏe để thi đấu. Còn với Joe, chúng tôi sẽ giải thích lý do khi có thể." Mặc dù Arteta không xác nhận bất cứ điều gì, nhưng có vẻ Joe Willock đang tiến gần hơn với việc sẽ rời câu lạc bộ vào mùa tới. Điểm đến của anh nhiều khả năng sẽ là Newcastle. Willock muốn được thi đấu thường xuyên và Arsenal cần tiền để chiêu mộ James Maddison. Hai lý do trên có vẻ như đã quá thuyết phục để thương vụ này sắp xảy ra. Arsenal được cho là vẫn bày tỏ sự quan tâm đến thủ môn Daniel Beckman, trong khi Watford vẫn kiên quyết với quan điểm sẽ giữ lại thủ môn của họ trong mùa giải mới. Arsenal coi Beckman là một phương án dự phòng cho Aaron Ramsdale, người vẫn được cho là mục tiêu chính của pháo thủ. Tuy nhiên thương vụ này đang có dấu hiệu đóng băng trong thời gian gần đây. Tờ The Sun cho biết huấn luyện viên Graham Potter đã đưa tiền đạo Eddie Nketiah vào đầu danh sách ưu tiên chuyển nhượng trong mùa hè này. Brighton được cho là mong muốn cầu thủ trẻ của Arsenal sẽ có giá khoảng 20 triệu bảng. Nketiah đã có 17 lần ra sân cho pháo thủ trong mùa giải trước, ghi được cho mình 2 bàn thắng.
anh cũng đã trải qua nửa sau của mùa giải 2019-2020 dưới dạng cho mượn tại Leeds United ra sân 17 lần ở Championship khi họ vô địch giải đấu năm đó. Crystal Palace đã rút khỏi cuộc đua tranh giành tiền đạo này, qua đó Brighton đang là câu lạc bộ dẫn đầu trong việc kiếm đồng với Nketiah. Cầu thủ 22 tuổi này đang trong quá trình dưỡng thương vì chấn thương mắt cá, dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tuần. Arsenal đang cần dồn tiền cho thương vụ James Maddison, vì vậy Nketiah được cho là sẽ cùng với Joe Willock ra đi trong những tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè năm nay để cụ thể hóa mục tiêu đó. Theo nguồn tin từ Golazo Goal, Arsenal và Wolverhampton được cho là đã từ chối ký hợp đồng với ngôi sao Amadou Diawara của AS Roma vào mùa hè này. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin thay mặt ekip sản xuất cảm ơn các bạn vẫn luôn ở đây để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Nút like và biểu tượng đăng ký kênh luôn hiển thị phía bên dưới. Một cú chạm nhẹ sẽ giúp video được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube The Gunners. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.